Đây là đoạn đường mà làn đường dành cho xe ô tô và xe máy được ngăn cách bằng dải phân cách cứng. Thế nhưng trong đoạn clip, có đến 3 chiếc xe máy đang di chuyển trong cùng làn đường với xe ô tô, xe có tải trọng lớn. Khi đến gần một giao lộ, đèn tín hiệu giao thông lúc này là đèn xanh cho các phương tiện đi thẳng, đèn đỏ cho các phương tiện rẽ trái. Chiếc ô tô vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, vận tốc chiếc xe vẫn ổn định. Và một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Chiếc ô tô tông khá mạnh vào một người đàn ông đi xe máy, khiến người đàn ông và bé gái trên xe ngã lăn ra đường. Đâu là nguyên nhân cho vụ tai nạn đáng tiếc này? Trở lại trước đó, người đàn ông này đã đi vào làn đường dành riêng cho ô tô. Lúc đầu anh ta chạy sát dải phân cách phía phải. Khi đi qua đoạn giao lộ, có vẻ muốn rẽ trái nên anh ta đã cho xe chuyển hướng khá đột ngột, cắt ngang đầu một chiếc xe ô tô có tải trọng lớn và tạt đầu chiếc ô tô có gắn camera hành trình. Quan sát kỹ chiếc xe máy, chiếc xe này hoàn toàn không có đèn tín hiệu chuyển hướng, thậm chí là không biển kiểm soát. Và trước đó, đèn đỏ dành cho hướng xe rẽ trái vẫn còn khá lâu. Và hậu quả của việc điều khiển xe thiếu thận trọng là bé gái trên xe vì thế đã bị rơi vào một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Thật may, có vẻ em đã không gặp nguy hiểm gì về mặt sức khỏe. Đây là những hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Vào thời điểm này, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ khá ổn định trên một làn đường thông thoáng. Khi đến một ngã ba, chiếc ô tô này gặp đèn tín hiệu màu đỏ nên dừng lại. Tuy nhiên, vì đèn tín hiệu ở đây cho phép xe máy liên tục đi thẳng, nên làn xe máy bên cạnh không dừng lại mà vẫn tiếp tục lưu thông. Tốc độ của những chiếc xe máy đi qua khu vực giao lộ này vẫn không hề giảm, bất chấp có một tốp học sinh đang băng qua đường một cách đúng luật ngay trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Liệu tình huống gì sẽ xảy ra? Sẽ là một màn va chạm giữa xe máy và người đi bộ như những chương trình camera cận cảnh trước đây đã từng đề cập chăng? Quan sát khu vực này, đèn xanh cho người đi bộ bật sáng. Các em học sinh bắt đầu qua đường ngay trên vạch dành cho người đi bộ. Thế nhưng khá khó khăn và có phần nguy hiểm, các bạn nhỏ này mới sang được đến lề đường bên kia. Những chiếc xe máy không hề có ý định giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ theo luật định. Thậm chí, có người còn lái xe máy len lỏi giữa hai chiếc ô tô để vượt lên trước. Trong tình huống này, nếu tầm nhìn bị che khuất, rất có thể va chạm sẽ xảy ra. May mắn là không có bất kỳ va chạm nào đáng tiếc xảy ra cho các em học sinh. Ngay sau khi đèn xanh bật sáng, chiếc ô tô này tiếp tục lưu thông, thì một tình huống bất ngờ xảy ra ở làn đường chiều ngược lại. 3 giây sau khi đèn tín hiệu giao thông khu vực này bật lên, một chiếc xe máy từ ngã ba đường bên trái đã vượt đèn đỏ chạy nhanh đến giao lộ. Người đàn ông chạy xe máy vượt đèn đỏ lúc này đang chở một phụ nữ và hai em bé. Bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông đúng luật, người đàn ông vượt đèn đỏ này vẫn phóng xe đi với vận tốc khá lớn, cắt ngang loạt xe máy đang di chuyển và va chạm đã xảy ra. Không may mắn như lần cắt đầu xe máy, lần này chiếc xe máy vượt đèn đỏ đã xảy ra va chạm với chiếc ô tô đi đúng đèn. Quan sát kỹ tình huống này, có thể thấy người tài xế chiếc ô tô đã chủ động thắng gấp, thế nhưng va chạm vẫn xảy ra. Chiếc xe máy vượt qua giao lộ với vận tốc khá nhanh, cắt đầu hàng loạt ô tô, xe máy đang di chuyển. Và hậu quả của việc chạy ẩu, bất chấp luật giao thông, chính là những người ngồi trên xe bị rơi vào một tình huống nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Thật may, chiếc ô tô đã dừng lại kịp lúc, va chạm khá nhẹ nên mọi người trên xe đã thoát nạn trong tích tắc. Nhưng nếu còn chạy ẩu, chạy liều mạng như thế này thì chắc chắn sẽ không có may mắn lần sau.